Xin chào các bạn đến với kết quả thi đấu. Bảng xếp hạng cùng lịch thi đấu ASEAN Cup 2023 được cập nhật đến hết ngày 24 tháng 1 năm 2024. Hai trận đấu trong khuôn khổ bảng D đã diễn ra vào lúc 18:30 hôm nay với kết quả cụ thể như sau. Đội tuyển Nhật Bản đã có một chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Indonesia với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, Nhật Bản có thêm 3 điểm, xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chính thức cùng với đội tuyển Iraq vào vòng 1/8. Trận đấu thứ hai, những nỗ lực cuối cùng của đội tuyển Việt Nam đã không có quả ngọt. Quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối của trận đấu đã khiến mọi nỗ lực giành điểm của Việt Nam tan thành mây khói. Việt Nam thất bại 3-2 trước đội tuyển Iraq. Sau hai trận đấu hôm nay, bảng xếp hạng của bảng D đã có những thay đổi đáng kể. Nhất bảng D đương nhiên là đội tuyển Iraq, không chỉ đứng nhất bảng mà Iraq còn hoàn thành mục tiêu của mình với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng ASEAN Cup năm nay. Sau 3 trận lượt đấu, Iraq có tổng 9 điểm. Vị trí thứ hai là đội tuyển Nhật Bản, có thêm 3 điểm nhờ chiến thắng trước Indonesia. Hiện tại Nhật Bản có 6 điểm và cùng với Iraq là hai đội bóng ở bảng D chắc suất vào vòng 1/8. Còn với Indonesia, nhờ trận thắng trước đội tuyển Việt Nam, Indonesia có 3 điểm và xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng. Với 3 điểm, Indonesia vẫn có quyền nuôi hy vọng vào vòng 1/8, mặc dù cơ hội ấy rất mong manh. Để xác định cơ hội của mình, Indonesia còn phải hồi hộp chờ kết quả thi đấu của bảng E và bảng F diễn ra vào ngày mai. Cuối bảng D không ai khác là đội tuyển Việt Nam, mặc dù đã cố gắng đến tận những giây phút cuối cùng. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam. Ở kỳ ASEAN Cup năm nay, ngoài 4 bàn thắng làm tung lưới đối thủ, Việt Nam chấp nhận trắng tay ra về và trở thành khán giả cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan ở vòng 1/8. Sau đây là bảng xếp hạng của các bảng đấu còn lại. Bảng A, Qatar và Tajikistan, hai đội bóng nhất và nhì bảng, sẽ đi tiếp vào vòng 1/8, còn Trung Quốc và Liban sẽ phải tạm nói lời chia tay tại đây. Ở bảng B, Úc ở vị trí đầu bảng, Uzbekistan ở vị trí nhì bảng và Syria ở vị trí thứ 3, cùng nhau đi vào vòng 1/8. Đội tuyển Ấn Độ đứng cuối bảng và bị loại khỏi ASEAN Cup năm nay. Ở bảng C, nhất bảng là đội tuyển Iran, nhì bảng là đội tuyển UAE cùng với Palestine ở vị trí thứ 3, là 3 đội bóng tiếp tục vào vòng 1/8. Còn ở cuối bảng, Hồng Kông sẽ nói lời chia tay giải đấu. Ở bảng D, nhất bảng D là Iraq, nhì bảng là đội tuyển Nhật Bản sẽ vào vòng 1/8, vị trí thứ 3 là Indonesia. Số phận của Indonesia sẽ còn phải chờ đến kết quả của hai bảng đấu còn lại. Còn ở cuối bảng D, đội tuyển Việt Nam ngậm ngùi về nước sớm. Các trận đấu bảng E và bảng F ngày mai mới diễn ra. Các bạn nhớ nhấn like ủng hộ kênh để đón xem những cập nhật mới nhất nhé. Ngày mai thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, các trận đấu còn lại của bảng E và bảng F sẽ diễn ra. Cụ thể, vào lúc 18:30 phút trên sân vận động Anchanuk, đội tuyển Malaysia sẽ đụng độ với đội tuyển Hàn Quốc. Sau trận thua của Indonesia trước tuyển Nhật Bản và chỉ có 3 điểm, thì đội tuyển Hàn Quốc cũng chính thức chắc suất vào vòng 1/8, dù cho kết quả của trận đấu này tuyển Hàn Quốc để thua Malaysia đi chăng nữa, nhưng chuyện Hàn Quốc thua Malaysia là điều rất khó xảy ra. Song song trên sân vận động quốc tế Khalifa, đội tuyển Jordan sẽ chạm trán với đội tuyển Bahrain. Hai trận đấu còn lại của bảng F cũng diễn ra ngay sau đó. Cụ thể vào lúc 22 giờ, trên sân vận động Education City, Ả Rập Xê Út sẽ so tài cùng với đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu với tâm thế đầy thoải mái, khi cả hai đội bóng đều đã chắc suất vào vòng 1/8, dù cho kết quả của trận đấu này có thế nào đi chăng nữa. Cùng giờ, trên sân vận động Abdullah bin Khalifa, đội tuyển Kyrgyzstan sẽ đấu với đội tuyển Oman. Để biết thêm kịch bản có thể xảy ra với từng vòng đấu, cái tên nào đi tiếp, cái tên nào ở lại, mời các bạn đón xem video nhận định bảng E và bảng F nhé.